Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV. Kính chúc quý vị trong không khí rộng rã của ngày xuân, chúng tôi cũng mạ muội gửi đến quý vị những lời chúc thứ nhất về những người mà bạn đi với tôi trên con đường an sinh xã hội, giữ gìn sức khỏe và chúng ta sống hạnh phúc. Xin kính chào.